farm đá tiếp. Farm đá tiếp đi bạn ơi, mình cũng chả biết làm gì nữa cả. Rồi ok, mình sẽ farm đá gọi là cho đến khi nào là hai cái cuốc này, đó, hai cái cuốc này cho nó, nói chung là hai cái cuốc này nó mòn luôn các bạn, nó mòn luôn. Đó nó mòn luôn. Đó. Thì nó mòn thì nó cũng không đúng lắm. Bây giờ là hôm nay là ngày à, bây giờ mình ngủ đi. Đó. Ok. Ngày 163 rồi. Giờ ta sẽ farm cho đến ngày 200 luôn. Rồi. Ok. Thì mình chắc chắn 100% như đây vẫn chưa đủ để làm một cái kim tự tháp chúng ta đâu. Đó. Ok, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cố gắng gọi là farm nó cho đến ngày 200 luôn. Ok. Farm cho đến ngày 200 luôn. Ủa mà được ta. Giờ là 163 rồi. 70 thì chỉ cũng mấy hồi thôi. Đó. 180 đi. Mình sẽ farm cho tới ngày 180 đi nha. Rồi, ok. Bắt đầu. Mình đã quay trở lại rồi đây. Đó, thì sau một hồi gọi là đi farm này kia nọ đó, sau một hồi farm thì mình đã quyết định như thế này. Đó là ta không cần tới cái việc nung này nữa. Bởi vì đơn giản là nung này thì nó sao ta, mình thấy là nó không cần thiết cho lắm. Nên là thôi ta quyết định sẽ gọi là đi tìm cho mình một cái cuốn sách mending luôn. Đó, mình có chặn là cái chỗ này để cho mấy em dân làng đừng có bị mấy con quái đi vào tấn công. Rồi, bây giờ ta sẽ tìm cho mình một cái cuốn sách mending luôn. Nhưng mà như là tất cả đều đã học nghề rồi vậy. Rồi xong phiên luôn. Tiêu đời chiếm máng luôn rồi, xong ai cũng học nghề hết luôn rồi. Tèn tèn tèn, ai cũng học nghề hết luôn. Ủa? Rồi rồi rồi, hiểu hiểu. Rồi, đập này ra. Đập mấy cái nghề cũ ra bạn, đập mấy cái nghề cũ ra lấy nghề mới đi, đảm bảo là có. Rồi ta sẽ đập hết tất cả những cái nghề cũ ha. Đó, thì mấy cái con mà kiểu như là mình đã trao đổi nó lên cấp độ bậc thầy rồi á thì kiểu như là nó đã quá gành nghề rồi thì nó kiểu như là nó sẽ chia nghề lại cho những cái con khác đó, kiểu như vậy đó. Đó, ok, có một em nhặt à, mình không cần nhặt. Mình cần sửa chữa, mình cần đồ mại cơ. Rồi. Bây giờ ta sẽ làm như thế này. Được. À da, mới có lần 2 thôi. Lần 2 thôi mà đã được rồi. Gì quá, quá tuyệt vời luôn. Quá ngon lành cành đào luôn rồi. Đó, ta nhanh chóng đem ra mua một cuốn. Mua một cuốn ngay vào luôn. Đó. Rồi, rồi rồi. Em ấy đâu? Đâu rồi, rồi, em đem không? Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Rồi. Giờ mình sẽ đi ra. Đó. Rồi, chúng ta sẽ ép vào trong cái cây cúp này luôn. Đó. Đây ta sẽ ép vào trong cái cây cuốc chứ. Đây, cây cuốc này của mình. Bụp. Rồi xong nha. Đó. Rồi ta vứt hết tất cả mọi thứ này vào đây đi. Đó. Rồi, kể cả những cái thứ này luôn. Đây rồi. Đó. Rồi, ta sẽ vứt hết. Đó. Thì ở đây có một cuốn sách. Thì ở cái bàn phù phép này khi mà mình đặt một cuốn sách vào thì nó sẽ ra một cái dòng đó là chậm hỏng. Chậm hỏng thì mình không biết là ngoài chậm hỏng ra hay nó còn cái gì nữa hay không. Nếu như mà nó còn cái nào khác nữa thì quá là tuyệt vời luôn á. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là mình farm đá ở đây thôi. Đó. Mình farm đá cho đến khi nào gọi là cái cúp của mình nó còn một chấm đỏ luôn á thì lúc đó là chúng ta sẽ kết thúc video và mình sẽ đi ngủ. Rồi có thể là sáng mai mình sẽ farm tiếp mà. Đó. Đâu rồi? Hôm nay mới có ngày 166 à. Vậy thôi. Thôi. Rồi, mình sẽ farm luôn bạn. Hư, cái cúp này gần hư á, cái cây cuốc này gần hư thì mình sẽ sửa lại. Mình sửa lại xong rồi mình farm tiếp, mình farm cho tới ngày 180 luôn. Ok, ngày 180 mới nghỉ nha. Rồi, để đi. Thỏa thuận như vậy nha. Rồi, xong. Sau một hồi farm đá cực khổ thì bây giờ ta đã quay trở lại rồi đây. Thì đấy. Thì nói chung là bây giờ thì đây mình sẽ nói sơ sơ như thế này, đó là cái cuốc này là cái cuốc mềm mại đúng không? Đó. Nhưng mà có điều là nó đào hơi chậm. Đó. Và như bạn thấy lúc nãy là tự nhiên ở trong cái máy farm này nó xuất hiện một cục đá cuội trong đó. Mình không hiểu tại sao nó lại đây, nó xuất hiện ra một đống luôn. Nó thi thoảng nó lại xuất hiện ra một cục đá cuội. Đó. Và mình cũng không hiểu đó là lý do vì sao mà nó lại xuất hiện, cục đá cuội có thể xuất hiện được trong đó. Đó. Và mình đang có nói chung là ha là dạ, theo mình nghĩ nha, cái này theo mình nghĩ thôi. Đó. Theo mình nghĩ ở đây á, là do
cái cuốc của mình nó quá cùi, nó đào quá chậm đi, nó đào chậm quá, cho nên thành ra là như thế này nè, đào chậm quá thì cái dẫn đến cái việc đó là nước nó chạm vào lava, cho nên thành ra là nước nó chạm vào lava đó, cho nên thành ra chứ không phải là lava chạm vào nước, cho nên nó là nó xuất hiện đá cuội thay vì là cái cục đá bình thường như này đó. Vì thế cho nên là bây giờ thì mình sẽ quyết định nha, ngày mai đây, bây giờ mình sẽ thoát game đi, nên là ngày 167 rồi, rồi mình sẽ thoát game. Rồi mình sẽ quyết định là ngày mai mình sẽ thức dậy và mình sẽ đi tìm mạnh vỡ của đại. Ok, mình sẽ đi tìm mạnh vỡ của đại và mình sẽ nâng cấp tất cả các phù phép này lên, nâng cấp tất cả các cái phù phép xịn nhất cho cái cuốc lên, cho cái cuốc, cho tất cả, nói chung là nâng cấp phù phép, những cái phù phép xịn nhất cho cái cuốc của mình, rồi sau đó là ta đi ép Netherite vào. Rồi xong thôi, xin chào nha, rồi vô liền, không nói nhiều, chào bạn, chào các bạn, tổng thể chào các bạn, rồi vào liền, vào liền, vô game liền ngay lập tức. Rồi rồi, đây là ngày bao nhiêu, 1167 đúng không? Rồi chuyển đổi cũng nhìn lại, ngủ cái ngủ ngủ liền, ok ngủ liền. Rồi xong, đi tìm Netherite, đi tìm mảnh vỡ cổ đại, đi tìm mảnh vỡ cổ đại ngay lập tức. Ok, đào thì nó giờ cũng khá là lâu rồi ha, nhưng mà có điều là mình chả thấy tìm thấy cái mảnh vỡ cổ đại nào hết. Nhưng mà mình sực nhớ đó là ở nhà mình có những cái sợi tơ, có những cái cọng chỉ, nói chung là những cái sợi chỉ của những cái con nhện. Bây giờ mình sẽ đi về để mà lấy nó làm giường. Đây, ta lấy chỉ ra ha. Đâu tôi cho em trong đây thử là còn cái chỉ nào nữa không, đây còn rất là nhiều chỉ luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thử đi lên đây mình lấy một ít gỗ cho mình, sau đó mình sẽ đi xuống mình gọi là mình lấy một ít gỗ rồi mình chế tạo thật là nhiều giường, rồi mình đi xuống địa ngục mình tìm Netherite luôn ha, ở kích hoạt cho nó nổ luôn, nó dùng giường để mà tìm Netherite nha. Một mảnh, ok luôn, một mảnh nha. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi kế hoạch một xíu, đó là bây giờ đó, đó là ta đã tìm theo cái chiều ngang đó, có nghĩa là tìm theo cái chiều dọc đó, nhưng mà chỉ mới tìm thấy được có một cục mà thôi đó, thì có thể là mình sẽ không thể nào mà kiên trì được, cho nên là giờ là mình sẽ tìm sâu xuống luôn. Đây sẵn tiện đây nè, đó cho nó nổ, nhưng mà nổ đi sâu xuống luôn ha, đó sổ sâu xuống tới tận tầng bedrock luôn đó. Đã sử dụng hết tất cả những cái giường để mà phá toàn bộ chỗ này. Đó, nói là phá toàn bộ cũng không đúng lắm, vì mình chỉ phá được một khúc thôi đó. Thì nói chung là cái giường thì cái tốc độ, nói chung là cái giường á, cái giường thì cái mức độ phá hoại của nó không thể nào bằng TNT được đó, cho nên thành ra là một chỗ thì mình phải sử dụng tới nhiều lần đó. Như bạn thấy nè, lúc nãy thì cái chỗ này nó không sâu tới tận tầng bedrock đâu, nhưng mà do mình gọi là đã cố tình sử dụng nhiều cái giường ở một chỗ, cho nên là nó mới nổ sâu tới tận tầng bedrock đó. Và cái lượng mảnh vỡ cổ đại mà chúng ta thu hoạch được đó là một cục, một cục hay á. Rồi giờ mình sẽ đi lên đó. Rồi bây giờ nói chung là hiện tại bây giờ mình có tổng cộng là 24 cát, 24 cục cát ở nhà, thì mình sẽ sử dụng hết tất cả những cái cục cát đó, mình làm TNT mình cho nổ một lượt luôn đó. Chúng ta không cần nhiều đâu, chúng ta chỉ cần bốn cái mảnh vỡ cổ đại thôi bạn ơi, chúng ta chỉ cần bốn mảnh vỡ cổ đại thôi. Thì sau này ha, nếu như mà chúng ta muốn tìm nhiều hơn á, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng giường thôi đó, sử dụng thật là nhiều giường lên đó. Nhưng mà giường thì chúng ta sẽ trao đổi dân làng, chứ mấy con dân làng có một số nghề nha, có một số con dân làng á, có một số cái nghề nghiệp gọi là nó cũng có bán giường cho chúng ta, cho nên là chúng ta không lo về cái việc đó. Rồi bây giờ mình sử dụng hết tất cả những cái cáp của mình nó mình đem đi làm TNT hết luôn đó, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Ok 6 cục, rồi chúng ta được 6 cục TNT rồi, sử dụng luôn. Chỉ có vài bạn sẽ nói là tại sao không sử dụng cái cách bung đi, bung TNT á,
Nói chung là boom TNT nha, thì nó sẽ có, thì nó cũng xài vô hạn luôn. Nhưng mà boom TNT thì nó cần tới san hô, mà mình thì lại không có san hô. Thế nó mới hài đó. Rồi đành chịu thôi đó. À mà khoan, hình như là có cách đó. Chúng ta có cách bung TNT nha, chúng ta có cách bung, chúng ta có cách để mà bung TNT, nhưng mà ở phiên bản trước thì không cần tới san hô luôn nha đó. Rồi vậy để mình thoát ra ngoài xem thử một cái. Rồi sau một hồi xem video trên YouTube thì mình mới phát hiện ra đó là cũng như không, thì có cách bung nha bạn, có cách bung TNT ở phiên bản 1.12.2, nhưng mà không, mỗi lần tôi nói cái chữ nhưng mà là chuyện nè. Nhưng mà cái máy bung đó, cái máy bung đó thì nó di chuyển, ok, nhưng mà đó, trong khi mình cần một cái máy đứng đứng yên cơ đó, mình cần một cái máy đứng yên, mà trong khi đó cái máy này thì nó lại di chuyển đó, cho nên là thôi chịu đen tèn, quên bật lửa rồi về lấy, đi về lấy sẵn tiện lấy thức ăn luôn, sẵn tiện lấy đồ ăn luôn, hết đồ ăn rồi. Wow em, hello em xuất hiện đây làm gì? Thôi chạy. Có cục nào không? Nói cho tôi biết đi, có cục nào không? Ta đã quay về trần gian và một cục. Ừ. Đúng duy nhất một cục, không còn gì hơn nữa. Wow. Rồi, và trời đã tối. Ngày 169 ngủ luôn. Ừ. Rồi, bây giờ thì mình lại tiếp tục chơi cái chiêu bài cũ thôi, chứ biết làm sao bây giờ nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào đây. Gọi là sao nhỉ? Mình đi vào, mình mua đồ của mấy anh dân làng này, và sau đó mình lại tiếp tục sửa mấy cái cuốc này lại. Sửa xong mình lại đi farm tiếp. Đó. Đó, sửa xong mình lại đi farm tiếp, farm rồi gần hư lại lấy ra sửa tiếp rồi vậy thôi. Chứ chả biết làm gì hơn. Ba, mười, vậy lấy ba thôi. Rồi farm đá tiếp, như đã nói farm tới ngày 180 thì thôi đó. Nếu như mà hết kinh nghiệm á, lên trên đó farm quái một chút rồi đi xuống farm đá nữa, farm hoài luôn. Rồi ok, tiếp tục farm. Rồi ok, rồi mình đã farm tới ngày 176 rồi bạn ơi đó. Thì bây giờ mình nghĩ là mình nên đi vào trong trong cái mùng của mình và mình đi ngủ rồi bạn ơi đó. Chứ bây giờ là 11 giờ rưỡi đó, 11 giờ rưỡi mình cứ nghĩ đâu là nó sẽ, mình cứ nghĩ đâu là 11 giờ rưỡi thì nó sẽ tới ngày 180 luôn. Ai dè không mọi người ạ. Chẳng không, trời má ơi lâu quá, quá trời quá đất lâu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ grab hết tất cả những cái này, grab hết tất cả những cái này sang cái gạch đá hết luôn. Rồi đâu để xem thử đây là có chỗ nào trong nữa hay không. Ok có chỗ này là ok, còn chỗ này trống nè. Mình sẽ để hết tất cả những cái rương này vào đó. Đây làm đại những gạch đá luôn đi, làm lại trên cái máy cắt đá này thì nó không có bị lỗ đâu bạn, không bị lỗ nha, nó không lỗ nhưng mà nó cũng không lời đó, không lời nhưng cũng không lỗ đó. Còn chúng ta ráp nè, chúng ta ráp ở trong cái này nè cũng không có lời cũng không có lỗ luôn đó. Nói chung là hai cái nó cũng như nhau, trên cái nào nó cũng không có lời chứ, mà cũng không có cái nào là lỗ chân luôn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ grab hết cái này đó. Thì cây cuốc siêu thoát của mình á, thì nó được sửa lần hai các bạn. Cái lần đầu tiên á, là nó đào gần hư đó. Rồi thế là mình đi farm cây các bạn, mình farm cây mình farm hết trơn 60, mình farm hết một stack luôn á, một stack mầm cây luôn đó. Mà mình có đem vô đây nung hết một stack luôn nè, nung hết một stack, mình farm hết một stack mầm cây ở cái chỗ cái máy farm cây đó kìa đó.
rồi mình được tầm khoảng đâu hơn ba bốn sắc, mình được hơn ba bốn sắc gỗ, ba bốn sắc cái cây gỗ á, đã mất tiêu rồi. Ở đây nè mình được hơn ba bốn sắc cái gỗ này nè đó, thì mình chừa lại hai sắc để mà nấu than đó. Một sắc thì mình đã nấu ra nè đó, mình đã nấu ra một sắc rồi đó, mình nấu bằng cái xô lava á, bởi vì cái xô lava nó nấu lâu hơn đó. Thì mình nghĩ là cái xô lava nó nấu được hơn hai stack cơ, nó không nó nấu được hai stack cơ, nhưng mà có điều là mình lo chăm chú mình farm đá quá cho nên là thôi cũng như không rồi đó, nên cho nên là mình quên kiểm tra đó, cho nên là nó chỉ nấu được một stack thôi đó. Đó thì còn những cái gỗ còn lại thì mình đem ra đổi thành que, đổi que để mà mua một cái cúp mới, mua một cái cuốc mới để mà sửa lại cái cây độ mềm mại, sửa lại cái câu để cái cây độ mềm mại này đó, rồi tiếp tục đào bạn, đào cho rồi sau đó là mình tiếp tục mình đào tới giờ luôn nè đó, 11:33 đó, tức là từ cái lúc mà sửa cái cây cuốc đó rồi cho tới bây giờ đào cho tới bây giờ luôn đó, đó. Mới chỉ sửa có lần hai thôi đó. Nói chung là cũng ngày 176 rồi đó, nói chung nó cũng khá là còn 4 ngày nữa thôi đó, thì ngày mai mình thức dậy mình chỉ cần farm thêm một đợt nữa, mình chỉ cần đi farm thêm một đợt nữa thôi là được rồi đó. Đó. Rồi có thể là mình sẽ farm đá. Ok, mình sẽ farm đá đi. Mình đang dự định là ngày mai thức dậy mình sẽ đi farm quái để mà mình lấy kinh nghiệm. Đó. Nhưng mà thôi bây giờ mình suy nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục farm đá nha. Đó. Mình vẫn sẽ tiếp tục farm đá. Rồi farm đá xong thì mình sẽ chuyển sang farm quái một chút. Đó. Farm đá tới ngày 180 á thì mình sẽ farm quái một chút. Đó, mình sẽ chuyển sang mình farm quái một chút. Đó. Sau khi mà farm quái xong rồi đó thì mình sẽ ép đồ đó, đi ép đồ cho nó xịn xịn lên một xíu, rồi sau đó mình sẽ coi như là bắt đầu tiến hành vào cái việc xây kim tự tháp luôn đó. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là cất tất cả những cái đống đồ này vào đi đó, cất hết tất cả những cái đồ mà những cái mình sẽ craft hết tất cả mọi thứ lại, rồi sau đó mình sẽ cất vào đó, rồi mình tắt máy mình đi ngủ. Cái ngu dại gì ở đây đúng không? Đó, rồi ném hết vào đi, ném vào hết luôn. Ok, đó. Rồi, cái rìu sắt này ai mà dùng nữa, dùng vô luôn đi. Đó. Rồi ok. Bây giờ mình rồi rồi. Rồi còn bao nhiêu nữa? Còn ai cha còn khá nhiều á. Còn hơi bị nhiều đó mọi người, đó. Đá nó còn hơi bị nhiều đó. Mình nhớ là hình như mình vẫn còn có vài cái mà mình chưa có đá nữa đây nè. Không, mình đã craft hết trơn rồi. Rồi còn thêm mấy cái nung trong lò này nữa đó nè. Đó. Rồi quá trời quá rất nhiều luôn. Rồi. Bây giờ thì ta sẽ craft hết tất cả những cái thứ mà mình có trong túi đồ ha. Đó. Rồi, xong. Cất vào các bạn. Bụp. Rồi. Pause game. Đi ngủ. Quân. Mình đã quay trở lại rồi. Bụp. Vô. Nhanh lên, nhanh lên. Không nói nhiều rồi bây giờ thì đâu bây giờ hiện tại đó là giờ mình có hai lựa chọn, đó là một sử dụng cái cây cúc bình thường này, cái cây cúc bình thường này không có hiệu suất lộn, không có độ mềm mại để mà tiếp tục đào, còn hai là đi sửa lại đó. Còn riêng mình thì mình chọn phương án là sửa đó. Giờ người ta sẽ đi lấy kinh nghiệm một ít để mà sửa cây cuốc chứ nhiều đây kinh nghiệm sớm được đâu đó. Hiện tại bây giờ cây cuốc của chúng ta càng ngày càng xịn này, cây cuốc của chúng ta càng ngày càng xịn nha, mà càng ngày càng xịn thì đi theo đó là sẽ phải tôi tiêu tốn càng nhiều kinh nghiệm hơn đó, tiêu tốn nhiều kinh nghiệm hơn để mà sửa chữa. What the zombie full giáp da enchant vãi nồi vậy. Ok thôi mình cũng không cần lấy nó đâu ha, bây giờ đơn giản là mình cũng chả có thể thơ đâu. Bây giờ đẹp ghê luôn á, cái con đó đúng mới đẹp luôn á, cái con zombie full giáp da nhìn đúng đẹp, nhưng mà tiếc một cái là mình không có thể tên đó. Mà thôi kệ đi, mình cũng chả lấy cái con này để làm cái gì cả đó. Đây không tiện, nó tiêu gì nó chết luôn đó. Chết luôn đi, chết luôn đi đó. Rồi ok, rồi bây giờ nói chung là ta sẽ đi mua thêm một cái cây cuốc nữa, một cây cuốc chim nữa, rồi đã đủ tiền đấy. Rồi cảm ơn anh nha, rồi em đi ép đồ đây.
ép đồ xong mình sẽ đi farm đá tiếp. Sẽ cố gắng farm hết toàn bộ những ngày còn lại luôn. Bây giờ là buổi tối. Tối hôm nay là tối của ngày 76 nha. Cái gì mà chua dữ vậy ba? 33 cấp à. Ái nồi vậy. Rồi, vậy là bắt buộc mình phải farm thêm rồi bạn ơi. Hoặc nếu như mà không được á thì thôi chắc thôi. Thôi, số trời đã định nè. Rồi. Đây. Xài cái cây cuốc không có độ mềm mại luôn ha. Rồi, tao diệt đào bằng cuốc này luôn đi. Hả? Xong rồi tao đem đi nung. Vậy đi cho nó dễ bạn. Chứ bây giờ đem đi sửa thì nó mất thời gian lắm. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hả? Thì như các bạn thấy là hai cây cuốc của mình nó chỉ còn duy nhất một cái chấm đỏ mà thôi. Và rất may mắn cho mình đó là mình vừa vào kịp lúc để mà kiểu như là kiểm tra coi thử là nó đào tới đâu rồi. À, giờ sau khi mà kiểm tra thì nó còn đúng chấm đỏ luôn. Hên vãi. Rồi. Bây giờ thì hôm nay là ngày à chết. Vậy rồi, hôm nay là ngày 179. Ngủ. Ngủ cho nó qua đi. Rồi. 180 ơi. Oh yeah. Trời ơi. Sung sướng quá cơ lơ. Rồi, mình sẽ đi farm quái một ít để mà sửa lại cây cuốc mới được bạn ơi. Sửa một trong hai cây thôi cũng được, không cần phải sửa hết tất cả đâu. Đó. Sửa một trong hai cây thôi là đủ rồi. Mình đã farm được tổng cộng là 35 level. Đó. Giờ thì ta đi xuống sửa chữa lại cây cuốc của chúng ta thôi. Đó. Ok. Đó. Thì sau khi sửa xong thì mình sẽ bắt tay vào cái công việc đó là sao nhỉ? Xây cái kim tự tháp luôn. Đó. Thì qua ngày 181 đi, 181 thì mình sẽ bắt đầu mình xây ha. Đó. Vậy đi cho nó dễ. Không để kiểu như là cắt ra từng đoạn từng khúc á cho bạn xem cho nó dễ. Chứ xem hết một lượt thì nó lâu lắm. Thôi, ta sẽ sửa chữa cái này lại đi. Bụp. Ôi, 33 level chua chát phải luôn á. Một anh thương nhân lang thang mới. Anh này có cái cây chòi sim gai nè. Ủa có mía luôn. Được 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 được. Được. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. I love you. I love you. I love you, Chu Cà Mò. I love you, Chu Cà Mò. Lại đây nào. Come here. Come here, come here. Anh ơi, lại đây anh ơi. Đúng rồi. Mía, em đang cần mía. Có bao nhiêu bán hết cho em bấy nhiêu đi. Rồi, cái này mua một cái được rồi. Ok. Rồi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Ủa, mình cắm đốt ở đâu vậy? Ô, cắm đốt ngoài kia. Ok, để đại đi. Đừng cho quái nó spawn. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây, cúi đầu cảm ơn anh. Đó. Rồi. Cảm ơn nha. Đó, trời ơi, nhìn hên quá. Nhờ anh mà em có mía để dùng. Mình có 8 cái mía. Hay quá. Rồi quá trời quá đất tuyệt vời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Wow. Ôi trời đã tối kìa. Trời bắt đầu tối kìa. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ, nói chung là trời tối thì mình sẽ đi ngủ một cái. Ok. Bây giờ ta sẽ đây. Cha, đá củi hơi bị nhiều á. Ok, thì tại vì mình farm bằng cái cây cúp mà không có độ mại cho nên là có đá củi ha. Đó, nhân tiện để ta nung luôn. Đó. Cái đó là phải chịu thôi. Biết sao giờ? Chúng ta chỉ có một cây cuốc độ mềm mại à. Ngoài ra không còn cái gì nữa cả. Đó. Rồi ta sẽ ráp ráp này lại đi. Là đổi cái này ra luôn đi. Đó. Rồi nha. Đâu rồi? Bỏ đồ vô coi. Hết chỗ luôn rồi. Thiệt tình chứ. Rồi ta lấy này ra. Đó. Ta lại bỏ cái này vào. Rồi. Đó. Hiện tại bây giờ mình đang mở cái quạt ở cái bên nó không biết là nó có bị hút vào không em. Nếu như mà nó hút tiếng vào thì mong các bạn thông cảm. Mình cũng đành chịu thôi. Đó. Rồi bây giờ thì ta sẽ đi vào địa ngục múc lava một cái. Cất đồ vô đi để không thôi là bị mất cái xô thì nó uổng phí lắm. Okay. Ta đã quay trở về rồi. Giờ hôm nay là buổi tối của ngày 180. Ok, ta ném hết tất cả những cái này vào. Đó. Em nhờ anh lại gây sự nữa rồi.
suốt ngày gây sự không à, thấy mà ghét. Rồi đây mình sẽ thử mình đi không tiện để mình đi mua cái mũ kim cương đi cho nó đủ bộ bạn ơi. Đó, tự nhiên ha, đồ kim cương có chân rồi tự nhiên đâu dính cái mũ sắt trong đó thấy nó hơi kỳ. Đây đây, giờ ta sẽ nói chung là mấy con dân làng này đổi với chúng ta được bao nhiêu chúng ta cái việc đổi với nó bấy nhiêu ha. Ok rồi, em này đổi đồ coi. Đây chúng ta chỉ cần 24 thôi. Rồi một cái mũ nha, rồi tháo mũ này xuống. Rồi mặc vô rồi đó. Rồi xong, chúng ta đã có full set kim cương. Đẹp ghê chưa. Rồi rồi bây giờ ta cất sắt vô cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái công tắc này cái đi đó. Cho nó nung hết tất cả những số đá mà chúng ta có. Hết đá chưa? À chưa hết, à chưa hết vẫn ném vào luôn. À, chưa hết thì vẫn ném vào bình thường. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hết toàn bộ này ra đi. Đó. Rồi, rồi, rồi. Vứt không nói nhiều, mệt. Ai thèm ai cầm cái mũ sắt đó. Ok. Thì mình mới học được cái chiêu này ở trên YouTube nhưng mà không biết là nó có thật hay là không. À, thì muốn biết nó có thật hay không thì ta cái việc bắt tay vào làm đi. À, thì cái đó kiểu như là một cái lỗi mà lỗi bung á, bung 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 mía. Ờ đúng rồi, bung mía chứ không phải bung gì đâu. Đó, ok rồi giờ mình sẽ thực hiện, mình làm thử nha, làm thử coi nếu như được thì thôi ta chỉ cờ ta làm cái đó luôn đó, còn nếu không được thì thôi có gì đâu đúng không. Rồi ok mình đã làm xong rồi đây. Thì nói chung là ở trên YouTube thì mình thấy người ta làm vậy nè. Đó, giờ mình đập cái này ra nè. Lừa đảo, lừa đảo và cà lờ luôn. Ừ. Các bạn nói chung là mọi bạn không biết đâu, nói chung là hay là đây cái này là phải do độ may mắn hay là sao ta. Rồi vậy là cái này nó không có thiệt nha. À, như bạn thấy đây nè. Đó, như như bạn thấy đang đang xem trên YouTube đây nè, thì nó đó thì người ta làm vậy nè. Đó ông, người ta đập cục đất ra đó, nó bung kìa, thấy không, thấy nó bung thấy ghê không, nó bung thấy ớn luôn á, nhưng mà không biết là ở phiên bản nào lắm. Rồi xong, ai rồi xong thất bại, ai tốn hết bao nhiêu sắt của tôi thiệt cái mà tình á. Rồi thôi đi ngủ không được rồi thôi, ôi trời gần sáng luôn rồi ngủ gì nữa, càng ngủ đại đi.